Thị trường hôm nay là một phiên giảm điểm tương đối mạnh và đánh muốn phủ nhận hoàn toàn phiên tăng điểm trước, cụ thể VN Index giảm 7,77 điểm và đóng cửa mức 1.285,94 điểm. Giá trị giao dịch ở mức cao 21.825,80 tỷ. Về khối ngoại, họ vẫn đang tiếp tục bán ròng khá rác 1.030,91 tỷ. Thì trong đoạn này thì chúng ta hoàn toàn có thể xảy ra một nhịp bull trap, nên chúng ta phải chờ đợi tín hiệu thì chúng ta thêm một vài phiên nữa. Tại vì các bạn biết rằng ấy, thì chúng ta khi nó bùng nổ lên nó gặp lại kháng cự. Nhưng các bạn thấy cái phiên mà ngày 9 tháng 7 ấy, nó không phải tăng từ các nhóm ngành dẫn dắt đoạn trước, mà nó chỉ kéo lên từ các cổ phiếu kênh dưới để quay lại test headline thôi. Các bạn thấy cái phiên ngày 9 tháng 7 này nó kéo những cái cổ phiếu gì ạ? Như con VCG này thì chủ yếu nó quay lại làm gì? Nó test lại headline của nó, đúng chưa ạ? Ở đây này. Rồi bạn nhìn thêm những cổ phiếu như con gì ạ? Con BCG nó cũng chủ yếu nó làm gì bạn? Quay lại test headline là chính. Hay bạn thấy những cổ phiếu như con DXG này, hay bạn nhìn qua những cổ phiếu như con FTS, phiên trước của nó là gì ạ? Nó quay lại test headline thôi, chứ bản chất của nó không phải là một cái phiên vào sóng. Còn những cái cổ phiếu kênh trên nó lại đạp, như con FPT này là cổ phiếu dẫn dắt đoạn trước nhưng cái phiên qua nó lại đạp. Hay bạn thấy con VGI này, phiên hôm qua thì nó có những trạng thái đạp, đúng giờ. Hay CTR phiên qua này cũng có những trạng thái giảm điểm. Hay bạn thấy những cổ phiếu như con gì ạ? Con HAH này hôm qua nó cũng giảm điểm. Hay con VOT này hôm qua cũng không có những trạng thái kéo lên để tạo ra sự đồng thuận thị trường, mà cái phiên hôm qua nó chỉ kéo những cổ phiếu về kênh dưới, đập cổ phiếu kênh trên, nên đó cũng là sự bất thường thị trường. Nên vì sao là phiên qua mình vẫn chưa giải ngân và hôm nay mình vẫn tiếp tục mình đứng ngoài? Tại vì để tránh được nhịp bull trap thị trường ấy, thì chúng ta phải cần có một cái dòng tiền cực đại và đánh vượt khỏi những vùng đỉnh 1305 này, và nó phải đi lên từ một cái dòng dẫn dắt nào đó. Chứ bạn thấy thì chúng ta đi lên từ những cái nhóm ngành như phân bón, như con CSV đi, thì cái thanh khoản của nó bao nhiêu, đủ sức để kéo trường đi lên hay không? Hay các bạn thấy những cổ phiếu như con DCM này đủ sức kéo trường đi lên hay không? Thì đương nhiên câu trả lời của mình là không, nên nó phải đi lên từ một cái nhóm ngành gọi là chủ chốt thị trường, thì lúc đó thì chúng ta nó mới có thể bước vào con sóng mới được. Còn đoạn này chúng ta nó chưa có tín hiệu đó, thì ở đây nó vẫn có thể là xảy ra nhịp bull trap và nó quay lại bên dưới nha, nên bạn phải lưu ý cẩn trọng về những điều đó. Mình ví dụ nếu mà thì chúng ta nó vào sóng thì không phải là một sóng một ngày, mà sẽ vào từ 3 đến 6 tháng. Ví dụ ở đây các bạn thấy đi, khi nó vào sóng thì rõ ràng rằng ở đây này nó phải có dòng tiền vào xác nhận này và đánh vượt gì ạ? Vượt cái kháng cự trước của nó này, và nó phải đi lên từ một dòng dẫn dắt. Thì đoạn này dòng chứng khoán nó dẫn dắt để giúp cho chúng ta nó đi lên, và trong cái dòng chứng khoán đó nó có những cổ phiếu lớn như con SSI này, VND này, VCI này thì nó mới có đủ sức giúp cho chúng ta đi lên, đúng giờ ạ? Ở đây bạn thấy đi, khi thì chúng ta nó xác nhận vào sóng thì đây là kháng cự nó, đúng giờ, nó phải bứt phá khỏi kháng cự nó luôn bằng một phiên tăng mạnh về giá khối lượng. Và ở đây bạn thấy dòng ngân hàng nó dẫn dắt, hoặc là bạn thấy ở đâu nữa ạ? Hoặc là cái giai đoạn này thì chúng ta này nó đi lên, đúng giờ, nó phải bứt phá gì ạ? Bứt phá cái kháng cự trước của nó này và xác nhận một dòng tiền vào cực kỳ mạnh này, và biên độ giá tăng của nó phải quyết liệt như thế này thì nó mới gọi là gì ạ? Nó mới gọi là nhịp vào sóng chính, đúng không ạ? Và khi nó vào cái nhịp sóng chính thì bạn thấy đi, có dòng gì dẫn dắt ở đây? Nó đến từ dòng gì ạ? Nó đến từ dòng ngân hàng này, chứng khoán và thép này. Đoạn này ngân hàng, chứng khoán và thép này. Rồi tiếp tục bạn thấy đoạn này khi nó vào sóng ở đây này nó bứt hẳn cái gì ạ? Kháng cự trước của nó. Và ở đây này dòng gì vào sóng? Có phải là gì ạ? Dòng bất động sản nó vào sóng không? Nó phải bứt phá khỏi gì kháng cự nó thì nó mới chắc chắn vào sóng. Còn khi chúng ta nó bật tăng lên, ví dụ như đây bạn thấy đi, nó bật tăng lên, đúng giờ, nó gặp lại cản, các bạn thấy cũng kéo ráng như này, bật tăng lên, nhưng mà bạn thấy đi, nó không có dòng dẫn dắt, cũng như nó không sự quyết liệt thì sợ, thì nó vẫn có thể quay đầu giảm bình thường. Và ở đâu đây này nó cũng có những cái tín hiệu như vậy. Ví dụ các bạn thấy đoạn này đi, nó bật tăng lên đi, ví dụ như ở đây nó cũng kéo lên liên tục này, ở đây này dòng tiền cũng vào này nhưng nó không vượt kháng cự sao, thì vẫn có thể quay đầu giảm, thì nó vẫn tạo ra nhịp bull trap. Hoặc là ở đâu nữa hoặc là ở đây này bạn thấy đi, đúng giờ, nó bật tăng lên này nhưng không vượt được kháng cự thì vẫn có thể quay đầu nó giảm mà. Hoặc là đoạn nào nữa, hoặc là nhịp này bạn thấy đi, bật tăng lên cũng mười mấy điểm này, đúng giờ, ở đây này cũng bật tăng lên này nhưng mà nó chưa vượt hẳn được cái cản nó, thì bạn nói ở đây nó vào sóng thì sao vào sóng được, đúng giờ. Và ở đây bạn thấy đi, ở đây nó cũng bật tăng lên tương tự như vậy này, bạn nói vào sóng thì đâu phải vào sóng, và phiên này nó cũng tương tự như vậy, nên vì sao mình chưa tham gia là như vậy, nó vẫn có thể tạo ra bull trap, nên mình phải chờ sự quyết liệt từ cái dòng tiền của tổ chức, cũng như nó phải đi lên một dòng dẫn dắt nào đó thì lúc đó mình mới tham chiến. Còn bây giờ mình vẫn đứng ngoài, mình chờ thêm vài phiên nữa xem nó vận hành như thế nào. Và mọi người biết rằng nhà đầu tư thiệt hại nặng nề nhất là ở nhịp bull trap. Ví dụ ở đây bạn thấy đi, nó xuất hiện nhịp bull trap thì khi bạn tham gia ở đây đi thì hầu như những cái phiên phía sau bạn sẽ không có cơ hội để xử lý. Và ở đây bạn thấy nó là bull trap thì bạn thấy những cái phiên sau sẽ rất khó có cơ hội để xử lý. Nên vì sao để tránh được nhịp bull trap thì chúng ta phải chờ gì? Chờ cái sự xác nhận dòng tiền nó lên quyết liệt. Hoặc các bạn nhìn lại các giai đoạn năm 2014, 2015 đi. Các bạn thấy cái đoạn nào? Ví dụ như cái đoạn này khi mà gì ạ? Nó gãy xu hướng của nó, đúng giờ, nó gãy xu hướng thì nó sẽ luôn luôn có nhịp phục hồi và nó test lại headline bình thường. Và bạn thấy đi, những cái phiên này cũng tăng mạnh nhưng phiên sau nó phủ nhận hoàn toàn phiên tăng điểm đó thì sao, thì nó vẫn có thể mở phiên nó giảm. Và ở đây nó cũng tương tự như vậy này, một đỉnh hai đỉnh này nó cũng có những sự phục hồi khá mạnh này, phiên này cũng tăng điểm khá mạnh này nhưng phiên sau nó phủ nhận thì sau đó vẫn có thể mở phiên rơi thêm nhịp nữa, đúng không ạ? Và đoạn này nó cũng tương tự như vậy này, Nên nhìn chung ấy, để tránh được nhịp bull trap thì chúng ta phải chờ cái sự xác nhận dòng tiền đi lên, và nó phải đi lên từ một cái dòng dẫn dắt nào đó, và nó phải có đủ sức mạnh thì chúng ta mới vào sóng được. Còn cái phiên mà nó đánh như thế này này thì rõ ràng rằng nó chưa xác nhận vào sóng thì chúng ta không vội vàng, đúng chưa ạ? Phiên đánh như thế này này làm sao gọi là xác nhận vào sóng được, nó bùng nổ, nó gặp kháng cự mà, đúng giờ. Và hôm nay bạn thấy trả lời cho thị trường ta nó chưa vào sóng nên nó mới bắt đầu đạp trở lại. Và khi nó đạp trở lại mà nếu ngày mai ấy, mà ở đây mà cái dòng tiền tổ chức họ không hấp thụ trở lại mà đánh thủng vào dưới đây này và giảm khoảng 10 điểm thôi thì chứng tỏ ở đây này là đầu tư cá nhân FOMO thôi. Nếu mà ở đây mà tổ chức họ mua thì đúng không ạ? Thì ở đây ngày mai họ phải đỡ giá lại. Chứ ngày mai nếu ấy, mà đầu tư cá nhân tham gia nhiều thì ngày mai cái lượng hàng của cái phiên ngày 9 tháng 7 về này họ sẽ túa ra bán, mà túa ra bán thì chứng tỏ đây nhà đầu tư cá nhân nắm giữ ăn nhiều, chứ tổ chức họ nắm giữ ăn nhiều thì họ sẽ không túa ra bán đâu. Nên khả năng nếu mà mai nó giảm trên 10 điểm thì nó sẽ xác nhận đây là nhịp bull trap, nên chúng ta phải quan sát thêm phiên ngày mai xem nó vận hành như thế nào. Còn đối với mình thì mình vẫn chờ đợi tín hiệu thị trường, chứ bây giờ mình sẽ không cầm đèn ô tô. Tại vì bản chất các bạn thấy khi chúng ta nó vào sóng không phải vào sóng một ngày. Ví dụ ở đây bạn thấy vào sóng đi, nó vào sóng từ 3 đến 6 tháng, các bạn tha hồ tìm kiếm cơ hội đầu tư, các bạn tham gia đoạn này này, xác suất thắng cao không cao chứ mua 10 mã thắng 8 mã rồi. Hoặc là đoạn này này, các bạn thấy xác suất thắng cao không cao, tại vì sao nó vào sóng tăng từ 3 đến 6 tháng. Hoặc là cái đoạn này này, nó vào sóng này, xác suất thắng cao không cao, tại vì sao ạ? Tại vì nó vào trên xu thế tăng, các bạn thấy có cả ngàn cơ hội để bạn đầu tư này, đúng giờ. Và ở đây bạn thấy có cả ngàn cơ hội bạn đầu tư này, còn lỡ bạn đầu tư ngay những nhịp này thì sao, đúng giờ. Hoặc bạn mua những nhịp bull trap, lỡ dính những nhịp bull trap thì sao, hoặc các bạn mua dính những nhịp bull trap ở đây thì sao, hay bull trap ở đây thì sao, đúng giờ. Ở đây là bull trap thì sao, nó rõ ràng là như vậy mà. Nên vì sao để tránh được nhịp bull trap chúng ta phải chờ sự xác nhận dòng tiền, chứ không phải là chúng ta cứ gọi là hương phấn rồi chúng ta FOMO sợ bỏ lỡ cơ hội này kia nọ, nó là như vậy đó. Nên vì sao mình luôn luôn tuân thủ nguyên tắc đầu tư mình phải có cái tư duy độc lập, chứ mình cũng sẽ chả nghe ai cả. Trên thị trường này cái gì nó cũng có thể xảy ra, nên cái nguyên tắc mua bán nó phải rõ ràng. Ví dụ như ở đây mình đặt ra nguyên tắc là khi thị trường ta vượt hẳn 1305 và có sự xác nhận tiền và đi lên từ dòng dẫn dắt đó thì mình sẽ chấp nhận mình vào giá cao. Nhưng rõ ràng rằng phiên vừa rồi nó không có tín hiệu gì cả, thì ở đây mình có vào không, mình chả vào, nó là như thế. Và trong những cái gì ạ, trong những cái rung khuyến nghị của mình ấy, thực chất mình vẫn đang cầm tiền thôi, chứ mình cũng chưa có gọi là tham gia. Thì các bạn thấy hôm nay là khuyến nghị của mình này, và hôm qua mình có bận tiệc nên mình không có lên video. Thì hôm qua mình có nhắn với những khách hàng của mình, thì hôm nay cũng có ghi cái bản tin của thị trường này, thì các bạn đọc để có thể tham khảo này, nó cũng sẽ khá đúng với bối cảnh hiện tại. Là hiện tại VN Index này vẫn đang ở biên đi ngang này, mặc dù hôm qua thị trường tăng điểm khá tốt nhưng dòng tiền vẫn chưa có sự đồng thuận khi đạp kênh trên nhưng kéo kênh dưới. Điều kiện để thị trường vào sóng thứ nhất là phải có vượt được kháng cự này, nói dễ hiểu là nó phải vượt ra khỏi hộp Davos với vol to kèm biên độ lớn. Thứ hai phải đi lên từ một nhóm ngành dẫn dắt nào đó, nên điều kiện đó thì chúng ta mới tham gia. Còn hôm qua nó không đạt điều kiện gì cả nên cứ đứng ngoài. Rồi cả nhà nên nhớ khi trường vào sóng thì nó không phải tăng một ngày mà tăng từ 3 đến 6 tháng này. Khi đánh thì phải đánh dòng dẫn mới đem lại biên độ lợi nhuận tối ưu, không mua sớm cũng không mua muộn, phải mua đúng thời điểm và vào được dòng dẫn mới thì chúng ta mới có thể là gì ạ? Mới tối ưu hóa được biên độ lợi nhuận được. Và đoạn này không vội, cứ chờ có dòng dẫn thì vào. Để né được nhịp bull trap thì chúng ta phải cần có đầy đủ điều kiện, đúng không ạ? Là vào sóng. Chứ hôm qua nó chỉ lên bằng các mã phiếu gãy trend, phục hồi một vài mã riêng lẻ thì chưa đủ yếu tố để tạo thành sóng. Để an toàn hơn, cần các phiên tiếp theo để xác nhận thị trường có bull trap không, chứ mình không vội. Khi nào có xác suất cao thì chúng ta hãy nhảy vào. Mình đầu tư theo nguyên tắc này chứ không theo cảm xúc, cũng chẳng mua vì giá mà mình mua vì xuống của nó. Ở đây mọi người nghe người ta hô hào con này con kia, nhưng bản chất đoạn này mấy người ôm được cổ phiếu tốt đâu. Và thậm chí những cái nhà đầu tư ấy, mà thường ấy ôm đoạn này còn chưa về bờ khi chúng ta kéo lên lại vùng giá 1300 điểm mà. Nên mọi người thấy người ta vẽ cái bánh ngon vậy thôi, chứ bản chất giao dịch đoạn này rất là khoai. Các bạn thấy đi, hầu như là những nhà đầu tư ôm chứng khoán có về tới bờ chứ, thị trường nó về tới bờ, chứng khoán chưa về bờ này, DG có về bờ chưa, VCG nó vẫn cắm đầu nó giảm này, VND cũng chưa về bờ này, thậm chí có rất nhiều cổ phiếu khác nữa, đúng dạ. Mọi người thấy người ta hô hào CSV này, mấy ai được đánh được CSV và đánh được tỷ trọng bao nhiêu, đúng dạ. Rồi hô hào DCM này, mấy ai được đánh được con này, hay nghe người ta nói con VOT này, các bạn vô bạn ăn uống được gì chưa, đúng dạ. Và đoạn này mình đánh giá rất là khoai. Và thậm chí đoạn này này, các bạn biết ấy, nhà đầu tư nào thiệt hại nặng nề nhất đoạn này không? Đó là nhà đầu tư đánh T cộng, cứ mua trên đây này, đúng chưa ạ? Mua trên đây này bán dưới đây này, mua trên đây bán dưới đây này, mua trên đây này bán dưới đây này và lên trên đây này. Và nhà đầu tư mua T cộng cũng mua trên đây này, vài bữa nó đạp xuống về đâu khoảng là 1200 mấy lại tiếp tục cắt lỗ ra. Nên đoạn này này bạn thấy thị trường không tăng giảm mà đánh T cộng là nhà đầu tư bị thịt nhiều nhất. Nên vì sao đoạn này này T cộng là cũng không nên đánh luôn, đúng chưa ạ? Nên các bạn thấy thì chúng ta nó rất là khoai như vậy, chứ không phải là nó đẹp như mọi người nghĩ đâu. Các bạn thấy thường là bạn đánh những cổ phiếu mà nó tốt á, những cổ phiếu mà nó chạy mạnh á, thường bạn đánh rất ít. Nhưng bạn nhìn lại danh mục bạn đi, hầu như nó không tăng bao nhiêu do bạn đánh ít. Còn những cổ phiếu gì ạ, những cổ phiếu bạn nắm nhiều thì nó sẽ không tăng. Thì chúng ta đánh ảo như thế, Nên các bạn đừng có nghĩ là ở thị trường nó ngon, các bạn vào đây đi xem có bị gì à? Có bị thịt hay không, hay là nghe người ta hô con này đẹp con kia đẹp, nhiều cổ phiếu vượt đỉnh nhưng bạn có đánh được hay không, đúng chưa ạ? Các bạn thấy nhiều cổ phiếu riêng lẻ nhưng đoạn này bao nhiêu người đánh được những cổ phiếu riêng lẻ đó? 10 người thì đều hầu như khoảng là được 3-4 người thôi, và bạn mua 10 mã hầu như bạn đã thua khoảng là 4-5 mã đoạn này rồi. Xác suất đoạn này thì mình đánh giá khoảng là 64 thôi, đúng giờ là 6 mã 10 mã bạn mua là 6 mã gì ạ? 6 mã thua, chỉ có 4 mã thắng thôi. Nên ở đây bạn thấy xác suất thắng thấp thì sao, đứng ngoài thôi, chờ đợi chứ chúng ta vội vàng gì. Thì chúng ta ở đây có dòng tiền vào khuếch đại đánh lên đi thì bạn tha hồ tham gia, chứ bạn thấy GVR hôm qua này bắt đầu tham gia thì sao ạ? Bắt đầu bị lỗ này rồi, nghe người ta nói con lát đẹp để bạn thấy đầu phiên hôm nay mua cuối phiên cũng bị lỗ luôn này. Con xét với bạn thấy biên lỏng như thế này, bạn tham gia lỡ nó nhúc sàn thì bạn sẽ không thoát được luôn. Hay bạn thấy những cổ phiếu con gì ở đây, con DDV này đó, các bạn nghe người ta hô nó đẹp lắm thì bạn vô thử đi, rồi bắt đầu này đu trên đây bạn đi bao nhiêu %, rồi nên cổ phiếu đầu cơ cao các bạn cũng sẽ hạn chế tham gia, với bạn đánh tỷ trọng vốn lớn làm sao đánh vô những con này được đó. Nên vì sao đoạn này chúng ta phải chờ một cái sự ổn định của thị trường, chứ không phải là chúng ta cứ cố gắng mà kiếm tiền đoạn này, tại vì đoạn này bản chất có kiếm tiền được đâu mà kiếm. Có nhiều người thì người ta giỏi thì người ta vẫn có thể kiếm được, nhưng mà kiếm rất là ít, đúng chưa ạ? Còn mình ấy là mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đánh một cách gọi là an toàn nhất, và nó phải bảo vệ cho tài khoản của bạn một cách tốt nhất. Lỡ ngày mai ngày mốt nó mở biên nó rơi luôn làm sao, thì hầu như trên đây là kẹp luôn này, hàng có dày kẹp đâu mà bán, đúng giờ. Nếu tổ chức không muốn nhốt thì đánh như thế này luôn thì sao, đúng giờ, cây sao nó giảm luôn thì sao. Nên chúng ta chưa biết điều gì xảy ra đâu, nên chúng ta phải chờ đợi thêm thôi. Còn các bạn thấy 1300 nó vẫn chưa vượt được nè, vol bán của nó lại cũng khá to này, dòng dẫn dắt thì đối với mình hiện tại nó vẫn chưa dòng dẫn dắt mà tiền nó vào có quyết liệt đâu. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích qua cổ phiếu cho bạn có thể tham khảo. Còn quan điểm mình thì mình vẫn cầm tiền, thực chất mình dự đoán được nhịp chỉnh khoảng về tới đây, nhưng tại vì sao mình không mua? Tại mình đánh giá thị trường chưa ổn nên mình mua. Ví dụ mình đánh giá ổn thì về đây mình đã mua rồi, nhưng mình đánh giá thị trường chưa ổn, đúng chưa? Tại vì sao? Tại vì còn nhiều dòng nó vẫn chưa rơi xong, mình đánh giá là như vậy. Và mình nói bạn ở đoạn này nó có thể là vùng phân phối, tại vì sao? Tại vì đây đoạn này là dòng tiền thoát ra, và đây là vùng có thể tạo ra vùng tái phân phối, tại vì các dòng như công nghệ này, dòng gắn biển này nó đang là giai đoạn phân phối, nó kéo lên để phân phối các dòng đó xong thì sau đó thì chúng ta mới có nhịp rũ bỏ và có nhịp rơi sâu nữa. Nên vì sao là mình chưa tham gia là như vậy. Và nếu đoạn này nếu đúng kịch bản mà nó đánh thủng vào vùng giá 1230 thì lúc đó nó bắt đầu mới có những cái dòng dẫn dắt mới nó tạo ra, thì lúc đó thì chúng ta mới tăng lên một cách bền vững được. Còn bây giờ nó tăng mà nó chưa có dòng dẫn dắt, mà nó cứ đánh xào quần thì còn lâu thì chúng ta mới vào sóng, nó là như vậy. Còn bây giờ mình sẽ đi qua vài vòng thôi. Ví dụ các bạn thấy bất động sản đi theo từng dòng bằng nắm bắt này, BCG này, ở đây ai nó đẹp thì mình cũng chịu. Tại vì sao? Ở đây mô hình vai đầu vai nó test lại like việc bình thường, vào sóng chưa có tín hiệu gì đâu, vào sóng rõ ràng nó chưa vào sóng mà. Ví dụ ở đây nó vào sóng sao ạ? Vào sóng phải có dòng tiền vào như thế này, nó mạnh mẽ này, tạo ra nền cái tạo số 2 này, dòng tiền vào nó này thì nó mới vào sóng. Còn các bạn thấy ở đây nó hồi lên thì có vẫn tạo ra nhịp bull trap bình thường. Ở đây này khi mà trên giảm nó vẫn có thể xuất hiện nhiều nhịp bull trap, nên đoạn này chúng ta có thể là kỳ vọng mình vào mua chưa đó. Mình thì mình sẽ chưa mua, mình phải chờ một cái sự cân bằng, dòng tiền nó vào mạnh mẽ hơn rồi nó tạo ra nền kiến tạo số 2 thì mình mới tham gia. Còn bây giờ cứ đứng ngoài rồi. Con đít nãy bạn thấy đi bao nhiêu nhà đầu tư bị dính phải những cái bẫy tăng giá con đít rồi, giống như đoạn này nó phục hồi lên, đúng giờ, nó phục hồi lên rồi bắt đầu tạo ra một con gì ạ? Ba đỉnh đây này, nó test lại midline này, ở đây bạn đu vào mua đi. Bây giờ chuẩn bị hàng về các lỗ nữa chứ đâu phải điểm mua chính. Điểm mua chính của nó là ở đây này, phải có dòng tiền bứt phá lên trên này đó, phải tích lũy cái nền kiến tạo số 2 này, dòng tiền vào đánh lên cái nữa này thì đó điểm tham gia chính. Chứ không phải là chúng ta thấy ở cổ phiếu bắt đầu nó sai quay nền, thấy cổ phiếu giá rẻ vào mua, nhưng biết đây có phải là đáy không? Sao biết được nó là đáy? Tại vì bạn thấy đi, khi một cái nhịp downtrend nó xảy ra, đúng giờ, ở đây nó vẫn có thể là xây ra được cái gì cái nền này. Ví dụ đây nó cũng là nền này, nó cũng tạo ra hai đá này, ở đây không sự xác nhận tiền này nó vẫn có thể mở biên nó rơi. Và ở đây bạn thấy đi, ở đây này nó vẫn có thể mở biên nó rơi dần dần lại xuống như thế này mà lúc cái đoạn rơi cuối nó rơi rất là kinh, nên chúng ta không biết ở đây nó có rơi nữa hay không thì sao, chúng ta phải chờ. Và giống ở đây này, các bạn thấy đi, nó vẫn đạp thêm nhịp nữa này, nó cân bằng sideways này, nó tạo ra nhịp bull trap lên này. Và bạn thấy đi, tham gia đoạn này đi, hầu như bạn bị rủ đâu ở dưới nhịp cuối của vùng đáy của nó, nên bạn phải chờ gì đây này, chờ đảo trend, dòng tiền vào xác nhận ở đâu đây này, đúng giờ, rồi tích lũy cái nền số 2 này đó, xác nhận đi lên sao thì chúng ta mua. Chúng ta đâu có vội vàng gì đâu bạn, mua ở bắp chân bán và thành công. Các bạn cố gắng mua ở đáy đỉnh làm gì? Một năm á, mình nói với bạn rằng các bạn chỉ cần lãi nó khoảng 30 đến 50% thôi cái tài khoản là các bạn lãi trong nhiều năm là bạn đã đủ giàu rồi, chứ bạn đừng cố gắng ở XH3 tài khoản liên tục làm gì. Cứ một năm các bạn cố gắng lại 30-50% tài khoản là các bạn thành công, chứ không phải là bạn cứ cố gắng mua dưới đây để có thể kỳ vọng lãi nhiều lãi nhanh. Nhưng bạn thấy đi, làm giàu trên thị trường chứng khoán này làm giàu chậm thôi chứ đừng làm giàu nhanh. Giống như các bạn thấy từng giai đoạn mình đánh này, các bạn thấy VN Index này, cái điểm mình vào của cái đầu chu kỳ sóng của năm 2022 là cái điểm mình vào khi nó xuất hiện bùng nổ đã, là mình tham gia những cổ phiếu của dòng đầu tư công này, rồi sau đó bạn thấy lên trên tới đây này mình tham gia dòng chứng khoán này, rồi bất động sản mình cũng đánh được vài con này, rồi sau đó bạn thấy nó giảm về lúc dưới đây này. Bắt đầu này cái ngày mình tham gia là mình nhớ là ngay cái vùng 1000 1080 á, đó là mình giảm giá, là mình kêu đánh full margin ấy, mình đánh con DGC này, đánh GVR này, đánh BVD này, là lên trên đây mình đánh được con đít. Rồi đoạn này bắt đầu mình đứng ngoài mình chờ thôi, mình thấy thị trường không ổn sao mình đứng ngoài, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Và từ đó tới giờ mình vẫn chưa bị lỗ lại, và mình phải chờ một cái tín hiệu dòng tiền ổn hơn để mình vào. Và nếu mà nó đi đúng kịch bản mình thì giai đoạn phía sau nó sẽ là một cái giai đoạn tăng cực kỳ mạnh thị trường. Quan trọng các bạn có kiên nhẫn chờ đợi được cái giai đoạn phía sau hay không. Và bạn biết rằng ấy, mỗi lúc thì chúng ta nó chỉnh, nó luôn luôn xuất hiện một dòng nhẫn mới. Các bạn thấy ở đây nó chỉnh xong cái này, đầu tư công những sóng này, chỉnh xong cái này, chứng khoán những sóng này, nó chỉnh xong cái này, ngân hàng những sóng này, khu nghiệp những sóng này, chỉnh xong cái công nghệ những sóng này, chỉnh xong cái này đi lên này, dòng gì ạ? Dòng phân bón những sóng này. Và nếu ở đây nếu nó chỉnh cái nữa, nó sẽ bắt đầu cân bằng sideways, sẽ có một cái sóng tổng thể luôn. Và sóng tổng thể, trong cái sóng tổng thể đó nó sẽ có một con sóng mạnh nữa. Đó thì chúng ta phải chờ xem ở cái con sóng mạnh đó là con sóng nào. Đó, và chúng ta phải chờ được sóng đó để chúng ta đánh, chúng ta mới có thể là tối ưu hóa được biên độ lợi nhuận. Còn bây giờ mình đang nhìn về với bối cảnh của thị trường thì thị trường ta nếu mà có nhịp trụ được nữa thì nó sẽ vào cái sóng tổng thể đấy, nên ta chờ cái sóng tổng thể để chúng ta đánh cho nó ok. Còn cổ phiếu như DSG nãy bạn nói nó đẹp thì đẹp chỗ về chỗ nào, nó vẫn trên lay giảm này, nó cứ xà quần nó giảm toàn là thủng đáy không. Ở đây biết đây là đáy chưa, nhiều ông nói ở đây nó là đáy này, nhưng bản chất của nó rơi như thế này thì biết đâu là đáy bạn. Nó rơi như thế này, cái vol của nó có thể to lên này. Đây này các bạn nhìn đây, cái vol to không? Có lệnh to này. Tạo đáy chưa, nó cân bằng chứ không có tạo đáy đâu, nó rơi thêm nhịp nữa mà. Đúng giờ chúng ta mua chúng ta phải chờ gì, chờ cho đầy giảm xong rồi dòng tiền vào này, xác nhận từ nền số 2 đi lên này mới là điểm mua. Các bạn phải hiểu rằng cái nền kiến tạo số 2 rất quan trọng. Ví dụ các bạn thấy đây nếu nó nhịp chỉnh, đúng giờ ví dụ ở đây nó nhịp chỉnh thì sao ạ? Đây nó chỉ là nhịp chỉnh thì sau đó nó phải đi lên từ cái nền kiến tạo số 2, thì đây này cái nền kiến tạo số 2 nó này nó đi lên thì đó mới là cái nhịp gì ạ? Nhịp vào sóng. Và nó chỉ xác nhận ở đây là nó là vùng rũ bỏ để đi lên. Nhưng mà các bạn thấy ở đây nếu mà nó không đi lên được từ nền kiến tạo số 2, ở đây bạn thấy cái nền kiến tạo số 2 này nó không đi lên được sao thì nó vẫn có thể là down bình thường và nó xác nhận đây là nhịp bull trap. Nên cái nền kiến tạo số 2 nó rất quan trọng. Mà nhiều các bạn thì chưa nắm được lý thuyết đó thì bạn cứ tham gia sớm thôi. Các bạn cứ tham gia ở đâu đây này, tham gia đâu đây này, tham gia đâu đây, tham gia đâu đây này thì đó có phải điểm tham gia đâu. Các bạn tham gia ví dụ ở đây đi, dòng tiền vào này, cái nền kiến tạo số 2 trên đây này tham gia, nó mới là điểm tham gia ok nhất. Còn khi mà cổ phiếu đang giảm như này các bạn cứ lao đầu vào bằng mua thì bạn thấy đi câu trả lời là gì, là phải cắt lỗ đi ra thôi. Còn đánh như thế này biết khi nào tạo đáy đâu. HDC sao? HDC ở đây nó vẫn đang tạo nền khá tốt, chúng ta phải chờ đợi thêm xem ở đây đi nó tích lũy đủ hay không. Còn hiện tại thì mình thấy nó đang tích lũy chứ không phải là cái giai đoạn phân phối đâu. Tại vì thị trường đang có sự phân hóa và những cái cổ phiếu này tích lũy và phải có nhịp rũ bỏ nữa. Ví dụ đây SCARST thì bạn thấy thì phải chờ cái nhịp spring dòng tiền xác nhận thì nó sẽ vào sóng chính của HDC. Thường nó sẽ như thế. Ví dụ như đoạn này các bạn thấy đi, nhiều người nó spring nhưng rõ ràng nó có phải spring đâu. Ví dụ ở đây đi, nó cũng tạo ra biên đi ngang này, ở đây nhiều người tưởng nó spring đúng chưa, tại vì ở đây dòng tiền không xác nhận này vào mua đi, nó giảm cho cây nữa bạn thấy đi, nhịp nữa sao từ đây tới đây này, dòng khoảng 3-700 bắt đầu nó tạo đáy thật, nó đi lên này, dòng tiền vào xác nhận các bạn dám mua không, dám mua sao thì sẽ vào cái siêu sóng. Nó như thế, ta phải chờ cái sự xác nhận của nó. Còn ở đây thì mình cũng sẽ không vội đối với HDC, xem khi nào nó rũ bỏ xong dòng tiền vào mình sẽ tham chiến. Còn bây giờ thì cứ chờ thôi. Đúng giờ trong thị trường này nó là thiết bị chuyển tiền, đầu tư thiếu kiên nhẫn. Sao tôi kiên nhẫn, ai kiên nhẫn được thì người đó sẽ là người gì à? Người được hưởng lợi. Chứ nhờ tôi cứ vào đây mua bán toàn bán giá đáy không, nó sideways chưa có tín hiệu gì vào, bạn vào sớm làm gì. Ở đây bạn vào này thì vậy đã cắt lỗ này, đây vào này vài bữa đạp xuống cắt lỗ nữa là sao, nên nhìn chung cứ chờ. Còn con HDG này có lên chữ V không, nó phục hồi lên test đỉnh là việc bình thường. Còn rủ như thế này thì bạn cứ chờ rồi nó cân bằng, có dòng tiền vào thì bạn tham gia. Còn bây giờ chưa điểm mua mới. Nhìn chung thì mình cũng chờ thị trường ta nó có sự xác nhận hay không để mình vào thôi, chứ đoạn này mình thấy nhiều cổ phiếu nó cũng sẽ khá là ok đó, nên ta phải chờ đợi thêm vài phiên nữa xem như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta phải nhìn nhận thì chúng ta một cách rõ nhất là có nhiều dòng xấu cũng sẽ có nhiều dòng đẹp, chứ không phải là nó xấu hết là nó xấu hết. Tiếp tục là những cổ phiếu như con gì ở đây, Nam Long này vào sóng chưa, đánh như này thì chưa vào sóng đâu, nó gặp lại cản bị bán ngược trở lại mà, thì khả năng sẽ test lại vùng hỗ trợ giá khoảng bao nhiêu à, 41.5 này, điểm mua mới chưa có. Còn Nam Từ Liêm thì bước vào giai đoạn chạy rút rồi thì ở đây không mua. Rồi BDR sao, nó cũng tương tự như con DSG, nó rơi cũng chưa thấy mặt đất của nó mà, chưa thấy cái vùng hỗ trợ nó mà, và chưa biết khi nào tạo đáy, có khi nó đạp về lúc ở vùng gấp đầu khoảng giá 21 này luôn, nên cứ chờ đợi thêm thôi chứ điểm mua mới làm gì có đâu. Các bạn thấy mua trên đây này, cắt lỗ này, mua trên đây cắt lỗ không này, đáng lẽ mua chúng ta phải chờ cái nền kiến tạo số 2 ở đây này, dòng tiền vào một cái thì chúng ta sẽ mua. Còn ở đây thì chúng ta cứ chờ cho những cái nhà đầu tư cắt lỗ sạch hết đi rồi chúng ta sẽ tham gia sao. Còn con Ri thì hôm trước mình có nói bạn rồi đấy, con Ri cũng đẹp thì nhà đầu tư nào mua được những điểm mua này này, hoặc là mua những điểm mua này thì cứ nắm giữ bình thường. Thì bản chất của nó đã xác nhận về cái trạng thái vào sóng rồi, ở đây này nó là con đẹp thì bạn có thể nắm giữ thêm này. Tại vì ở đây bạn thấy đi đầy đủ các pha rồi, nhìn chung mình phân tích thì thấy nó đầy đủ các pha về mẫu hình rồi, đây SC này, đây AR thì đây là ST, Thì đây là shipping, đúng giờ đây xác nhận này, đây là LBS này. Đó, và đây là gì? Đây là BU này. Rồi bắt đầu vào pha đời sống này, thì giàu tư mình có cứ giữ thôi. Còn tư nào mà lỡ mua không được đây, trên đây nó xoay quay thêm một nhịp nữa thì mình chỉnh, mà nó không chỉnh thì chúng ta có thể tham gia động sao. Tại vì bản chất con ri á, thì nó vào sóng thì các bạn thấy đi, tha hồ tìm kiếm cơ hội đầu tư. Ví dụ đây, đây là một cái pha gọi là tích lũy của nó này. Thì nó cũng đầy đủ các pha này, đây là SC này. AR đúng giờ ST, Spin này, rồi đây là LBS này. Đúng giờ đây BU này, xác nhận vào sóng này, nó tăng lên, bạn thấy tìm kiếm mua trên cái nền này, hoặc có thể là mua đâu trên nền này vẫn được, có rất nhiều cái nền để bạn tham gia. Nên chúng ta sẽ không vội đúng giờ. Nó nên vì sao con ri bạn có thể chờ đợi phía sau. Chờ đợi giai đoạn phía sau nó cân bằng lại có điểm mua mới cho bạn. Nhìn chung những cái dòng chứng khoán là những cái dòng các bạn nên bán ra bớt đi, tại vì dòng chứng khoán phân tích khá rõ ràng rồi. FTS này, đoạn này các bạn thấy đi, giai đoạn mà tín hiệu phân phối nó mình có ghi ra rõ ràng từ những cái video trước này. Tín hiệu phân phối này đi lên từ nền số 3 lỏng lẻo này, có giai đoạn chạy rút này, xuất hiện từ 3 năm phân phối này, các mô hình tạo đỉnh này. Thì ở đây bạn thấy mô hình tạo đỉnh gì, 1 đỉnh, 2 đỉnh đúng giờ mà biên nó rơi, thì ở đây test lại like việc bình thường. Ở đây bạn thấy xuất hiện bao nhiêu phiên phân phối, thì đây này các bạn điếm đi mấy phiên phối các bạn đâu để mình kể ra đây. Điểm này, đây là 1 phiên này, đây là 2 phiên này, và đây là phiên số 3 này. Thường thường phiên số 3 mình đã bán rồi, hoặc là phiên số 4 mình đã bán rồi đúng giờ, chứ không phải đợi phiên số 5 số 6 đâu. Thường hầu như là bạn thấy đã xuất hiện 6 phân phối, thì đây up tích 3 xác nhận đảo chiều này, nó rơi phục hồi lên test đỉnh là việc bình thường, hoặc là test deadline nó bình thường. Và bạn thấy test lên đi vô nó bán ngược lại mà, nên ở đây bạn nào có tâm bán không phải điểm mua. Giống như con SSI ấy, bạn thấy đi SSI này, các bạn thấy ở đây đi, nó tạo ra con gì đây, 2 đỉnh 3 đỉnh này, rồi bắt đầu lên test deadline bạn mua sao thì ăn nhịp chỉnh của nó. Đúng vậy, nên bạn thấy rõ ràng rằng ở đây xuất hiện cái tín hiệu phân phối nó đạp xuống thì hồi lên là chúng ta canh bán, nó phải chúng ta canh mua. Thì bạn hiểu rằng con FTS này là khi mà tổ chức họ bán hết ở vùng trên cao thì hầu như ở giai đoạn phía sau chủ yếu là nhỏ lẻ tham gia với nhau là chính. Và khi nhỏ lẻ tham gia thì trên đây này nhà đầu tư kẹp hàng thì hồi tư có bán ra không, khi bị hỗ trợ không bán ra thì không bán ra, thì sau đó cầu vào mà cung bán ra thì sẽ phục hồi tự động. Và khi phục hồi tự động sao ạ? Thì nó lên gặp lại cản thì sẽ gặp nguồn cung vô tư kẹp hàng ra, có lại chốt khi gặp kháng cự, và khi hàng cũng ra sao nó sẽ áp đảo lực cầu, sẽ bắt đầu mở biên nó rơi tiếp. Đó nên vì sao đoạn này xuất hiện tín hiệu phân phối và bắt đầu nó mở biên nó rơi như thế này thì chúng ta sẽ hạn chế tham gia. Còn đối với mình thì các bạn canh hạ ra cho an toàn, còn điểm mới làm gì có đâu. HCM tương tự này, đây test lại midline này. Đúng giờ thì đây điểm canh bán canh mua, đương nhiên canh bán mà, làm gì có điểm mua đâu. SSI tương tự này bạn thấy đi, đánh tương tự con đít này bạn mua gì ở đoạn này, đây trên like giảm này. Bạn thấy đi, đầy đủ tín hiệu phân phối rồi, tại vì dòng chứng khoán mình phân tích khá là nhiều ở giai đoạn gần đây. Thì bạn nhìn y chang đích này có khác gì đâu, ở đây test lại 2 đỉnh này, bắt đầu lên trên bạn thấy mở biên rơi thêm vài phiên này, giống như con DG cũng đánh y chang vậy thôi. Ở đây này bạn thấy đi, 2 đỉnh 3 đỉnh gì này, nó có những nhịp cân bằng test lại cái này mở biên rơi nữa thì sao. Nên HCM này, SSI này các bạn có canh hạ chứ đâu phải điểm mua, bản chất nó như vậy. Ở đây còn cái gap chưa lắp này, 33 này, nên khả năng sẽ quay về lắp gap này. Con BSI nó cũng tương tự như vậy này, nó đang quay lại test line này. VCI cũng tương tự thôi, nó cũng test lại midline. Còn ở đây các bạn kia nó vào sóng thì làm sao vào sóng, các bạn đã biết cái sóng mà ngon nhất của nó ở giai đoạn nào chưa? Từ đây lên tới đây bạn thấy biết tăng bao nhiêu phần trăm chưa? Và 214%. Và bạn biết rằng nguyên tắc ấy của sóng dòng ấy là sóng này xô sóng kia, là khi một con sóng này nó dẫn sóng thì sóng sau nó sẽ không phải là con sóng dẫn sóng nữa. Các bạn để ý kỹ đi, ví dụ bạn nhìn qua từng chu kỳ của VN này, nó không phải sóng dẫn dòng dẫn dắt nữa hay không? Đoạn này bạn thấy đi, giống như ở đây các bạn thấy con LCG nó dẫn sóng. Đây rõ ràng LCG dẫn sóng giờ, từ đây này các bạn thấy cái nhịp này này, nhịp tăng mạnh nhất của LCG từ đây tới đây được bao nhiêu trăm, 81% đúng giờ. Nhưng mà từ cái nhịp thị trường điều chỉnh nhịp trở lại thì bạn thấy LCG đoạn 6 dẫn sóng đúng không, nó đi ngang không có dẫn sóng đâu, nhưng mà đoạn 6 bạn thấy đi nó sẽ nhường lại cho con FTS nó dẫn sóng. Thì bạn thấy FTS nó tăng như bằng nắm LCG làm có lãi, nên đoạn này bạn phải chuyển tiền qua để bạn đánh con FTS, và con FTS nó xong như thế này này đúng giờ. Hoặc là con VCI bạn thấy đi, đoạn đó là đoạn dẫn sóng đúng không ạ? Đây này VCI nó dẫn sóng này đúng giờ, và VCI dẫn sóng đoạn sau dẫn sóng nó không, nó dẫn sóng nó phải tăng mạnh chứ, nhưng mà ở đây nó có tăng không, nó đi ngang một thời gian mà, thì thực chất là nó không dẫn sóng ở đoạn sau, mà đoạn sau tới dòng gì, đó dòng ngân hàng nó dẫn sóng. Và bạn nắm giữ dòng con VCI thì làm sao bạn có thể ăn được sóng ngân hàng, nên bạn phải chuyển hóa từng dòng liên tục, các bạn phải theo dõi ở sóng liên tục để bạn đánh. Và bạn thấy đi MBB dẫn sóng xong, hay là con GVR dẫn sóng xong, thì đoạn sau MBB dẫn sóng không, rõ ràng ở đoạn sau ví dụ bạn thấy con MBB này rõ ràng có dẫn sóng không, dẫn sóng làm sao không tăng. Đoạn này dịch chỉnh cá này, dòng công nghệ dẫn sóng, cảng biển dẫn sóng đúng giờ. Thì mỗi dòng nó sẽ có giai đoạn dẫn sóng khác nhau đúng giờ, sóng sau sóng trước, nên ta thấy rõ ràng rằng chứng khoán đã dẫn sóng rồi thì bây giờ sẽ không dẫn sóng nữa. Thì những cái ngành này chúng ta rút đi để chúng ta cầm tiền, chúng ta đánh những dòng đoạn sau dòng nào dẫn sóng chúng ta sẽ đánh dòng đó, chứ đây bạn đánh làm gì có biên độ lợi nhuận nó đâu. Nên vì sao những cổ phiếu dòng chứng khoán là canh bán nó cho an toàn, cầm tiền chờ đánh cổ phiếu mới. Con viên đi bán giảm như này làm sao tham gia nữa. Còn cái gap mình giao khoảng 15 chưa lắp lại này, bạn thấy gap sinh ra sắp lại trong tương lai này, gap sinh ra lắp không, nó lắp này, gap sinh ra lắp này, gap đây là gap này, đúng giờ rất nhiều gap sinh ra sẽ lắp lại này, đây gap up nó cũng sẽ lắp, nên vì sao bạn tới đi, con viền đi nó chưa vào tham gia được đâu, các bạn chờ đợi thêm. Rồi tiếp tục qua dòng gì đây, dùng công nghệ chứ mình nói này, MPT các bạn canh bán có phải gần ngay đỉnh không, các bạn thấy đi, xuất hiện tín hiệu điệp phải bán, ở đây là chạy rút xảy ra này, xuất hiện một phiên sách out này, 2 phiên set out này, 3 phiên set out này, 4 phiên set out, lo bán đi, không bán bạn thấy từ đây chỉnh về đây cũng khá nhiều, vài bữa nó chỉnh về giao khoảng 127 luôn. Nên chung con FPT có canh bán, còn điểm mua mới đó mình sẽ chưa. VGI canh mua canh bán, bản chất đây bạn thấy đi, xuất hiện dậy đoạn chạy rút này, 1 phiên set out này, 2 phiên này, 3 phiên này, 4 phiên này, khả năng ngày mai nó xuất hiện một phiên tăng nhưng cuối phiên giảm là 5 phiên xuống 5 ấy, là bán, khả năng sẽ bán ngay đỉnh khá là cao. Còn mua mới đó mình sẽ chưa mua. Còn CTR sao? CR cũng chả có tín hiệu gì tham gia, bạn có cứ nắm giữ và canh hồi lên để bán thôi, khả năng sẽ test đỉnh qua giao khoảng 155. Còn LC thì giảm trước thì nó quay lại test đỉnh này, thì con này báo hiệu cho dòng công nghệ cũng đang có những tín hiệu rủi ro đặt đỉnh rồi đó, nên nhìn chung là công nghệ nên bán chứ chả nên mua đâu. Còn dòng dầu khí hôm trước mình nói bạn này, con BR lên giá khoảng là 24 nó sẽ quay đầu nó điều chỉnh này, thì cho nó quay lại đúng 24 nó điều chỉnh thì bạn lên đây bạn bán này. Còn điểm mua mới chưa có, BR nó về ít nhất khoảng giá khoảng 22 này đó. Về tới đây bạn hãy tâm chiến trở lại nếu cân bằng được, còn mua mới đó mình chưa mua. BVD đánh như thế này sao mua bạn, mẫu hình 3 đỉnh quay test line đâu phải điểm mua đâu, trên line giảm mà. BVS tương tự như vậy. Rồi tiếp tục qua dòng cảng biển đi, mình có nói bạn rồi, có AH này lên trên đây bạn không lo bán đi, nó xuất hiện đầy đủ tín hiệu giống như con gì, con FTS vậy đó. Đây bạn thấy mẫu hình cây niêm đúng không, đây cây niêm này đó, là bạn thấy xuất hiện một phiên set out này, ở giai đoạn phía trước là giai đoạn dài rút này, một phiên set out này, 2 phiên set out xảy ra này, 3 phiên set out này, 4 phiên set out này, phiên số 5 này là bán cái phiên này đi, không bán dài bữa, ví dụ như ngày mai mốt nó mở biên nó rơi sàn thì bạn thấy rất khó để bán, như FTS vậy đó, y chang nó khác gì đó bạn, đánh easy như giai đoạn của FTS như này bạn không lo bán này, cái phiên này này đúng giờ nó mở biên nó giảm, nó sideways lại giảm tiếp nữa thì sao, nên AH thì thôi canh bán đi, con bot cũng tương tự như vậy này, đầy đủ tín hiệu để bán rồi này, 1 phiên set out này, 2 phiên set out này, 3, 4 rồi đấy, 5 rồi này. Đó bạn thấy đây 6 này, 7 rồi đấy, nên chúng ta phải canh bán dần đối với dòng cảng biển. Đó, và khi dòng cảng biển nó đặt đỉnh thì chúng ta nó sẽ có nhịp rung lắc. Nó như vậy. Rồi phân tích thêm một cái dòng như dòng ngân hàng nữa cho bạn dễ hình dung này, xem chúng ta có chỉnh hay là nó lên này. Cái dòng ngân hàng nó ở dòng quyết định chúng ta lên xuống. Nếu mà các bạn thấy hôm nay trường dầu sóng thì đánh dòng ngân hàng đã lên rồi, nhưng tại sao dòng ngân hàng không đánh? Thì bản chất ở đây nó chưa đủ chiết khấu để tổ chức họ gom lại. Ví dụ ở đây đi, Techcom đánh lại phải đánh nhưng mà tại sao không đánh? Rõ ràng đầy đủ yếu tố rồi mà không đánh thì chứng tỏ tổ chức họ chưa gom đủ hàng. Ví dụ ở đây đi là một phiên mà dòng tiền thoát ra, đúng giờ dòng tiền tổ chức thoát ra, tại vì ở đây một cái vol tăng khá là mạnh nhưng mà gì vậy? Giá không tăng, nó khớp lệnh lên đến 33,8 triệu phiếu nhưng mà bạn thấy đi nó tăng chỉ 2,8%, trong khi đó này ở đây này chỉ cần khớp lệnh bao nhiêu ạ? Khớp lệnh 10 triệu phiếu tăng 1,93%, ở đây này tăng khá mạnh này 2,25%, khớp lệnh 9 triệu phiếu thôi, nhưng tại vì sao lên đây nó khớp lệnh đâu nhiêu ạ? Nó khoảng 4 lần đúng giờ, gần 4 lần với bộ, nhưng mà tại vì sao nó không tăng gần 4 lần mà nó chỉ tăng 2,8%, thì chứng tỏ đây cung bắn ra nhiều hơn so với lực cầu. Nếu mà gì ạ? Mà lực cầu vào nhiều sao ạ? Thì nó phải tăng đồng thuận biên độ giá, nhưng đây bạn thấy rõ ràng không đồng thuận biên độ giá thì chứng tỏ gì? Cung bán ra, và cung bán ra của ai? Của tổ chức chứ của ai, và khi tổ chức họ bán ra thì mục tiêu của họ là gì? Là gom lại giá thấp, mà ở đây giá thấp chưa? Ở đây giá thấp à, tổ chức có dạy gì lên đây bán ra về đây tôi gom, rồi về đây tôi gom à, gom lại giá cao à, tốn phí đúng không bạn? Nên vì sao tổ chức họ cần một chiết khấu tốt hơn, thì ở đây có cái gap này nó phải rủ về giá khoảng 23 này và rủ về giá khoảng 22.5 này, và nếu cái con ACB nó rủ về đây thì chúng ta nó ổn không? Thì đương nhiên thì chúng ta phải rủ theo, và khi chúng ta rủ theo thì các cổ phiếu nó sẽ bắt đầu nó sẽ có những trạng thái điều chỉnh đúng vậy, và khi các cổ phiếu điều chỉnh thì nó sẽ tạo ra những hiệu ứng xấu xấu cho thị trường, và khi trường ta xấu một tí nhiều người bán cắt lỗ ra, sau đó tổ chức họ gom lại một cái lượng hàng thì sau đó nó mới vào cái sóng tổng thể được, nên vì sao đoạn này mình view trường ta nó vẫn chưa ổn là mình chưa vào là như thế đó. Nên bạn thấy đi con ACB này nó về đây nó phải có những trạng thái nó lắp gáp mới có thể là tham chiến được, giống như những cái này bạn thấy đi, khớp lệnh vol tăng, vol to giá không tăng này thì phải rủ cái cho tư bán rồi hết này, nó gom lại đường hàng nó bắt đầu đánh lên này. Ở đây bạn thấy tương tự này, vol tăng giá không tăng này nó phải rủ lên rủ xuống liên tục nó bắt đầu vào pha tăng chứ, thường nó sẽ như thế. Rồi bạn phân tích thêm con gì, con Vietcombank đi, ở đây này nó vào pha tăng chưa? Rõ ràng là chưa, ở đây trên là giảm. Rồi bạn thấy đây mẫu hình gì, mẫu hình vai đầu vai thì test lại nít like là việc bình thường thôi chứ nó chả có gì gọi là đẹp cả. Và nếu ấy mà thị trường muốn vào xe tăng thì con này nó phải xác nhận trong phiên hôm nay, mà rõ ràng nó không sự xác nhận đâu, nó bán lại vol cũng khá to tạo ra nên 3 này, và ở đây nó chưa xác nhận vào đà tăng này, và bạn thấy giống giai đoạn này này ở đây đó, mẫu hình gì đây, mẫu hình vai này, đầu này, vai này, nó test lại line này, sideways các bạn thấy đi, nó không đi lên, nó không sự xác nhận tiền thì nó vẫn có thể có một nhịp rủ nữa, và bạn thấy rụng thủng đá một cái thì chúng ta mới vào sóng đúng giờ. Lỡ việc cơm bánh rủ như này thì bạn thấy thì chúng ta rủ không, khả năng nó vẫn có thể rủ. Và bạn thấy ở dưới đây này có cái gap gì, gap down nó mở ra, gap up mở ra chưa up lại nè, và lỡ nếu rủ về đây thì sao? nó vẫn có kịch bản rủ về đây sao, thị trường ta nó lên hay không, nó chúng ta phải cân nhắc về những cổ phiếu này. Khi nào dòng banh nó vào sóng thì lúc đó mình sẽ tâm chiến, còn mà dòng banh nó vẫn chưa vào sóng và nó vẫn chưa tạo đáy thì thôi mình phải đứng ngoài thêm một thời gian nữa xem như thế nào. Giống như đoạn này sao, đây này nó rủ thêm nhịp nữa là sao, đây mẫu hình gì đây, vai đầu vai này nó tăng lên cân bằng sideways, dòng tiền không vào nó rủ như này sao, nó chưa vào sóng thị trường ta làm sao vào sóng được. Nó là như thế, nó dòng tiền xác nhận như thế này đi thì mình sẽ bắt đầu mình tham chiến lại thị trường đó. Các bạn cứ để ý những con banh này này, khi nào những con banh nó tạo đáy thì lúc đó thì chúng ta khả năng nó sẽ vào sóng đấy. Đó nên mình cứ chú ý liên tục những con banh này. BID này giống đoạn nào, giống như đoạn này này, tạo ra bên vai đầu vai đây, vai đầu vai này nó lên cách deadline, dòng tiền không vào sao, nó mở biên giảm sao, nên chúng ta phải chờ cái dòng banh này này, sờ chờ tín hiệu từ dòng banh này này, nó là như thế. Và là đây này nó cũng tạo ra bên vai đầu vai này, cách deadline này không dòng tiền vào sao, vẫn có thể chỉnh cân bằng sideways xíu thì sao. Đó nên vì sao mình phải chờ cái dòng banh, khi dòng banh xác nhận mình sẽ tham chiến, chứ dòng banh chưa xác nhận thì mình sẽ chưa tham chiến đâu. Rồi bắt đầu những con gì ở đây, rồi con CTG đi, CTG ở đây nó test lại line giống như con gì, giống như con SSI hay giống như con DG sao, trên vẫn trở lại giảm này, dòng tiền vào mình sẽ tham chiến. Đáng lẽ hôm qua test cung này đầy đủ tín hiệu để cho thị trường ta vào sóng mà không cho vào sóng sao thì chứng tỏ thị trường ta cần rủ rồi. Đó, ý đồ tổ chức là như vậy, chúng ta phải đọc được ý đồ của tổ chức. Nên vì sao đoạn này mình vẫn đứng ngoài, mình chưa tham gia. Còn CTG nó test lại like, khả năng vài bữa test lại đáy trước của nó đấy, còn lên không thì chúng ta phải chờ đợi thêm. Có tín hiệu gì không tham gia các bạn. Rồi tiếp tục con gì ở đây, còn ACB phân tích rồi đúng chưa. CTG này, EIB sao, EIB kháng cự gần là kháng cự mạnh, hôm nay cũng bị bán cục cái đầu lại, có tín hiệu đâu tham gia, quan sát chờ đợi thêm thôi, nó sẽ cần tích lũy thêm đấy. HD Bank thì con này khỏi phân tích tại vì nó bo cung. LBB bạn thấy chạy nước rút này, bắt đầu nó bán ngược trở lại này thì nó giảm chưa, đó mình thì sẽ chưa giảm đâu, nó sẽ sideways ở đây một vài phiên này, nó tạo ra đây vùng BC này, bắt đầu sideways lên lên xuống xuống vậy đó, chứ sẽ chưa giảm đâu. Giống như con FPT đến y chang FPT rồi đó, nó bắt đầu chạy nước rút lên xong bắt đầu sẽ giật lên giật xuống giật lên giật xuống như này, tạo ra biên phân phối. MB bạn thấy đáng lẽ vào sóng thì hôm nay dòng tiền vào này phải đánh mạnh, nhưng gặp kháng cự mạnh là kháng cự gần, kháng cự mạnh thì chưa lên. Giống như đoạn này bạn thấy gặp kháng cự gần này, đúng giờ là kháng cự mạnh nó bị bán ngược trở lại này, thì bạn thấy dài phiên sau nó rũ bỏ, nó cân bằng. Đây bạn thấy đi, thị trường rũ bỏ cân bằng không, đây nó cũng phải có nhịp rũ bỏ cân bằng xong rũ bỏ phát mới bắt đầu đi lên này. Và quan trọng cái nhịp rũ bỏ này có lớn hay không thôi, quan trọng bạn có nắm giữ được hay không thôi, chứ các bạn cứ chờ cái nhịp rũ bỏ đó các bạn tham gia nó sẽ ok hơn. Và đây bạn thấy có cái gap chưa lắp lại này, hai mấy này, 21.5 này, nhìn qua giày con ngân hàng là biết rồi, thị trường chúng ta nhìn chung khả năng sẽ rũ bỏ cao hơn rồi đấy, chứ chưa vào sóng là cái việc khả năng xảy ra rất cao. STB tương tự này, gáp dưới đây này, lên gặp kháng cự mạnh chưa lên liền này. Hôm nay cũng giảm gần 2% này, nó giảm về hỗ trợ trước này, điểm mua mới chưa có này, bạn cứ chờ đợi thêm thôi, sợ nó quay về lắp gáp đấy chứ. Đây các bạn thấy mẫu hình ví dụ ở đây đóng y chang đoạn này không, ví dụ đoạn này lỡ rủ thêm nhịp nữa như thế này thì sao, nó rủ thêm nhịp này nữa này thì bạn thấy đi, thị trường ta mới vào sóng này, rủ thêm nhịp nữa như thế này này, đó thị trường ta mới vào sóng, thì lỡ cái banh nó rủ như thế thì sao, là phải đặt ra câu hỏi như thế. Nên vì sao đoạn này bạn phải chờ dòng banh, thắng bại tại banh thôi. Nên nghiên cứu qua các dữ liệu của thị trường thì đánh giá thị trường chúng ta thì nó chưa ổn để mình tham gia. Đó, ngày mai cũng là phiên rất quan trọng để xem cái tổ chức có đánh như thế nào, và cũng phải quan trọng kỹ dòng banh này nữa này. Con Techcom này, hôm trước mô hình gì đây, mô hình cây niêm này, bạn thấy cây niêm đây hở gáp này, ở đây còn mấy cái gáp chưa lắp lại này, 21.5 này, và ở đây còn gáp 20.5 nữa này, có khi con Techcombank về đó mới tạo đáy thì sao. Giống đây này, nó mở biên lên bắt đầu phục hồi tự động này, bắt đầu quay về nó retest những cái gap dưới đây này, đúng giờ gap dưới đây retest xong này mới vào sóng thì sao. Từ đây tới đây bạn thấy chiết khấu cũng khá nhiều chứ bộ, 10-11% mà banh đi 10-11% thì bạn thấy đi thị trường ta đi sâu không. Đây 10-11% này cũng đúng như giai đoạn phía trước này, và về tới đây này 6-7% gì đó thì chúng ta phải chờ đợi xem như thế nào. Còn đây test lại like bình thường, tạo đáy thì đó mình chưa tạo đáy đâu. Rồi VBank này nó cũng đi lên trên đây này, nó đánh tương tự như đây, test 3 đỉnh như con HDC đấy. Này HDC đánh cái bơm y chang này, test 3 đỉnh này không thành công, quay đầu nó giảm như này sao, để test lại gap dưới đây thì sao. Thì VBank cũng tương tự như vậy, ở đây vol tăng giống tăng, vol tăng giống tăng, chứng tỏ cung đang xuất hiện, và khi cung xuất hiện sao họ phải gom hàng giá thấp, chứ dạy gì họ gom hàng giá cao. Thì đối với con VBank thì nó về đâu khoảng giá khoảng 27 chấm mấy này là đẹp nhất, tại vì đây có cái gap này. Thì coi coi nó về đó không, nếu về đó thì chúng ta rủ nhịp cái nữa vào sóng luôn ấy. Và sóng đó sóng tổng thể là sóng mạnh nhất để chúng ta tham gia, và sóng đó là sóng để chúng ta có thể on in đấy, chứ không phải là bây giờ chúng ta cứ cố gắng chúng ta kiếm tiền đâu, chúng ta phải chờ đợi thêm thôi. Còn dòng thép bạn thấy đi, thép đáng lẽ hôm nay nếu mà vào sóng thì chúng ta vẫn có cửa nó vào sóng, nhưng mà hôm nay thép nó vẫn làm cho chúng ta thất vọng, nó lên trên cao bắt đầu bị bán ngược trở lại thì nhìn chung là bull trap. Nam Kim tương tự như vậy này, HSG lên test lại trên line bán cái von to đùng như thế này thì nhìn chung thì nó cũng chưa tín hiệu gì vào sóng. Ví dụ đây đánh như thế này sao, và bạn thấy đánh giống như nhịp này sao, đánh tạo ra cái đỉnh như thế này sao, nó mở biên rơi như thế này sao, nó vẫn có những trường hợp nó xảy ra. Nên nhìn chung thép bạn thấy đi, nó đánh như thế này thì nhìn chung nó cũng khá là rủi ro. Ví dụ như ngày mai đánh thủng giao khoảng 24.5 thì hầu như nó xác nhận đây bull trap và khả năng sẽ mở biên nó rơi đó, nó cân bằng trở lại sao mới tham gia. Còn VGS thì đánh vào như thế này thì khá là đẹp. Hoặc là ví dụ như VGS có thể đánh giống đoạn này này, nó bull trap lên nhịp vẫn có thể rơi giai đoạn sau cân bằng mới bắt đầu lên tiếp thì sao. Chúng ta phải chờ đợi thêm tín hiệu dòng tiền. Cảng biển phân tích rồi, thương mại này mở LG nó bán thống cáo luôn đúng giờ. Rồi bắt đầu nó về test hỗ trợ vol khá to này. Nhìn chung đây nó vẫn có thể đánh giống như thị trường chung, nó sideways. Mà nếu mà đánh thủng hỗ trợ 60 thì khả năng sẽ đi rất sâu, chúng ta phải chờ đợi thêm. Còn điểm mua mới đó mình thì nó sẽ chưa có đâu. FRT cũng rủi ro này, đang tạo ra mô hình cây niêm tương tự như con Techcom vậy đó. DC World tương tự này. Rồi bạn thấy dòng gì đây? Dòng vật liệu xây dựng thì sẽ không phân tích quá nhiều. Rồi dòng khu công nghiệp đi, khu công nghiệp như con gì đây, BR bạn thấy đi, nó cũng bắt đầu quay đầu giảm, xác nhận đây bull trap rồi nè. Rồi GVR để hở gáp này, nhiều ông đu này bắt đầu cũng chuẩn bị về lo chuẩn bị cắt lỗ rồi này. SSC bạn thấy đi, nó test lại midline bình thường, nó quay đầu nó giảm, chả có tín hiệu gì tham gia. Rồi phân bón đi, nhiều người kiểu bạn tham gia con lát này, đúng giờ thì ở đây có điểm tham gia không? Tham gia chạy rút như thế này tham gia gì nữa. Có khi nó chạy một nhịp xong nó đi luôn thì sao? Giống như ở đây bạn thấy nó chạy một nhịp như thế này bắt đầu tạo đỉnh thì sao? Bạn thấy đi, dòng phân bón thì cái gì nó cũng có thể xảy ra, tại vì nó dòng đầu cơ. Nên trong con lát bạn có cứ nắm thôi. Còn mua mới đó mình thì ở đây cái biên độ của nó như thế này sẽ rất khó để mua. Còn CSV bạn thấy cũng chạy rút lên đây, bạn mua thì khả năng rủi ro cũng cao này. Các bạn thấy đi, lỡ đánh giống như đoạn này thôi, bắt đầu nhốt cho bạn mấy cây sàn, bạn cũng sẽ không thoát ra được. Đúng mà, nên kỳ vọng là chỉ đem giống cây này thôi. Đó, sau đó sẽ tăng thêm nhiệt nữa để cho bạn có thể bán dần thêm dù tăng. Còn mấy con mà cơ bản mà nó có những trạng thái mà nó không ổn và bắt đầu chạy nước rút như thế này thì chung nó hơi rủi ro, nó cũng mang trạng thái đầu cơ. Các bạn nào mà chấp nhận rủi ro cao, các bạn chấp nhận ăn sàn tràn liên tục thì bạn tham gia con này. Còn đó mình thì mình đánh những cổ phiếu an toàn hơn tí, chứ mình sẽ không đánh những con này. Còn bạn có cứ nắm giữ canh chốt lại nhận lãi thôi. Còn mua mới đó mình thì mình sẽ chưa mua. DCM này nếu vào sóng đây nó cân bằng sideways thêm một vài phiên thì chúng ta thể chấp nhận ta vào được, quan sát thêm xem nó như thế nào. Còn nhìn chung thì mẫu hình của nó cũng khá đẹp, cốc tay cầm ấy, dòng tiền vào xác nhận ấy, có thể cân nhắc thêm xem nó đánh như thế nào. Chứ dòng phân bón bạn thấy mấy năm trước đánh cũng khá ảo này, đánh một đáy hai đáy dòng tiền vào sideways bắt đầu giảm thì sao. Đây cũng là cái gì đây, đây cũng là cốc này, bắt đầu sideways dòng tiền vào đánh lên rướng lên cái này, không vào vẫn có thể chỉnh này. Nhưng trong các dòng này thì mình kỳ vọng thì con Đạm Cà Mau nó sẽ vào sóng thì đoạn sau coi cân bằng dòng tiền vào cái nữa thì chúng ta sẽ tham chiến. DDV đánh như thế này bạn thấy đi, có khi nó tạo ra cái bull trap cũng không chừng. Nên trong những con đạm thì nó đánh gọi hơi đầu cơ một tí nên chúng ta cũng sẽ rất khó để phân tích. Còn những cái dòng này thì nó sẽ chưa dẫn dắt thị trường ta đi lên đâu, nên bạn yên tâm, chúng ta phải chờ một cái dòng mới để chúng ta đánh. Rồi nhìn chung đã đi sơ lược qua dòng thị trường rồi đó. Thì đó mình thì đánh giá thì mình cần cái sự xác nhận thêm từ cái dòng tiền, xem những phiên phía sau ở đây nó cân bằng được hay không, rồi dòng tiền có đánh lên mạnh hay không, dòng ngân hàng có đánh lên hay không. Còn nếu dòng ngân hàng rũ bỏ thì chúng ta khả năng sẽ đánh thủng đáy đó, nên vì sao bây giờ mình vẫn cần cân nhắc thêm thị trường một vài phiên nữa mình mới tham gia. Còn quan điểm mình vẫn chưa đổi, mình thấy ở đây mình đọc vì nó đang là giai đoạn phân phối, tại vì ở đây nó xuất hiện rất nhiều phiên phân phối hàng. Ở đây cũng là mô hình VNA, tại vì ở đây nó vẫn đang trong biên sideways, là cái biên gì có thể là tạo ra biên phân phối đúng dạ. Đó rồi các bạn phải nhìn thêm cái gì nữa, nhìn thêm những cái mặt gì dòng tiền đang rút ra hay mua vào. Thì bạn thấy dòng tiền đang rút ra mà doanh nghiệp chưa tức thì đem về sản xuất kinh doanh này, rồi khối ngoại thì bán ròng này, tự doanh những phiên ở đây cũng bán ròng lên liên tục này. Rồi bạn thấy SBB hút tiền này, đúng giờ thì các bạn thấy đó tín hiệu rút tiền hay là hút hay là bơm tiền, đương nhiên là nó đang rút tiền về mà. Bạn thấy rút tiền về mà thị trường trên đây nhà tư nhỏ lẻ giao dịch với nhau mà rút tiền về hết, nhỏ lẻ giao dịch với nhau tự nhiên thấy xấu bắt đầu bán không bán tháo ra thì sau đó sẽ tạo ra nhịp rơi xong nó sẽ bắt đầu tạo ra sóng mới. Và quan trọng bạn sống mới bằng nguồn tiền để đánh hay không, hay kịp trên đây hết. Chúng ta phải chờ đợi tín hiệu thị trường thêm. Ở đoạn này mình vẫn cân nhắc chờ đợi thôi, chứ mình sẽ chưa gọi là giao dịch quá sớm đoạn này. Và nếu mà mình thấy theo VNA thì nhìn chung mình thấy nó còn thiếu nhịp rũ. Nếu mình thấy nó sẽ là như thế, đây là biên tích lũy của nó này, gọi là sideways up á. Nhưng đây nó đang thiếu một cái nhịp rũ để vào sóng. Đây SCDARST thì nó đang thiếu một cái nhịp spring. Còn đây nó là spring thì nó chưa phải spring đâu, tại vì nó có thể là xảy ra nhiều điểm ST liên tục. Đó nên mình đánh giá rằng nó thiếu một nhịp spring. Còn đây thì trong cái pha ngắn và trung hạn thì bạn thấy đây là BC này, đây ARST, sau đây là UT đúng chưa? Thì họ ở đây thì có thể tạo ra UTD và đây vẫn có thể tạo ra LBS bình thường, tại vì LBS nó có thể là gần bằng cái đỉnh trước đó, nên mình có thể là nghi ngại đây LBS là vùng táo phân phối đó, nên nó chưa rõ ràng xu hướng để chúng ta phải chờ đợi xem thị trường ta nó xác nhận nó là cái gì ạ, nó là vùng phân phối hay vùng tích lũy đó, nhưng mà mình nghiêng về vùng phân phối nhiều hơn, nên vì sao đoạn này là mình chưa tham gia là như thế. Nếu mà mình phân tích ở đây tới tích lũy xoay quay thì những dưới đây chỉnh ra đây mình đã tham gia mất tiêu rồi, chứ chả bao giờ đợi lên tới đây đâu đó, nên vì sao mình vẫn kiên nhẫn thôi. Còn bên Fashion thì nhìn chung thì nó cũng đã có những tín hiệu khá rủi ro ở đây, bạn thấy đáng lẽ ở đây này, nếu mà đi lên luôn thì hôm nay mình bắt đầu mình tham gia trở lại này. Đáng lẽ hôm nay ở đây nó quá đẹp đúng giờ, ở đây nó tạo ra gì ạ? Đây SOS thì ở đây bạn thấy nó tạo ra cái điểm LBS thì ở đây dòng tiền xác nhận đi lên thì mình sẽ hôm nay bắt đầu mình tham gia, nhưng ở đây nó không xuất hiện cái dòng tiền vào, bắt đầu nó đạp xuống, bạn thấy vol to bắt đầu nó gãy cái trên tăng của nó này, nó gãy kênh xuống của nó này, bắt đầu gãy trên hướng, và khả năng ở đây nếu mà nó đạp tổng vùng giáo như vậy 1304 thì nó sẽ xác nhận là gì ạ? Nếu mà phải xin nó đạp tổng 1300 mấy ạ, cái điểm thấp nhất của nó đây là nhiêu ạ? Thấp nhất là 1304, gãy 1304 thì xác nhận đây vùng phân phối, và khi nó phân phối thì sẽ đi như thế nào? Ví dụ đây nó vùng phân phối thì sẽ đi như thế nào các bạn? Đi như thế nào? Bắt đầu đạp xuống đây này đó, nó sẽ test lại đó, nó sẽ đi xuống, nó đi xuống 2-3 nhịp gì đó, bắt đầu mới tạo đáy, thường nó sẽ như thế. Còn cái vùng này chúng ta phải quan sát xem phiên ngày mai nó có xác nhận nữa hay không, nhưng nhìn chung ở đây khả năng ở đây UTD khá cao thì sao? Vol nó to là cái thứ nhất này, cái thứ hai bạn thấy đi, cái biên độ dịch của nó khá lỏng này, thì khả năng ở đây UTD, ở đây bạn thấy biên của nó khá lỏng này, nên mình đánh giá đây khả năng UTD khá cao á, nên ngày mai lành ít dữ nhiều, nên bạn phải hết sức cẩn trọng trong cái phiên ngày mai. Nếu các bạn nào mà có hàng ấy, ví dụ như nó bị vi phạm gì thì mình sẽ xử lý ngay đó để cầm tiền về, chứ đừng có trung bình giá cũng như là đừng bắt đáy cổ phiếu. Thì mình nói trước cho bạn để bạn dễ hình dung thôi, để bạn dễ hành động thị trường thôi. Chúng ta lên mọi kịch bản để chúng ta hành động thị trường, chứ chúng ta không phải là chúng ta cứ nhìn ví dụ như đoạn trước đạp xong kéo, chúng ta nghĩ bây giờ đạp xong kéo, bây giờ nó đạp luôn cái thì bạn thấy đi, các bạn kẹp hàng luôn đấy. Nên vì sao mình luôn gọi là nhắc trước cho bạn để cảnh báo trước, để chúng ta có thể là hạn chế cái rủi ro. Còn nếu ấy mà thị trường ta ở đây nó đẹp hơn tí, nó dòng tiền xác nhận thì các bạn có thể gia tăng lại bình thường đúng giờ, hoặc là các bạn cầm tiền các bạn có thể giải ngân bình thường, tại vì bạn mua cao tí cũng không sao, nhưng mà quan trọng khi mua cao bạn có thể là đấu được con sóng từ 3-6 tháng của nó. Nhưng chúng ta cứ chờ đợi thôi, chứ đừng có gọi là gì ạ, gọi là hưng phấn hay tham gia quá sớm, cứ lên một kịch bản hành động để cho phù hợp. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe hộ kênh. Còn bạn còn thắc mắc gì các bạn có thể là comment những video này để mình có thể là hỗ trợ cho bạn một cách tốt nhất. Còn bạn nào chưa vào những phần cộng đồng ấy, thì trong phần cộng đồng này mình cũng có gì ạ, cũng có mở những cái khuyến nghị cho bạn để bạn có thể tham khảo ấy. Thì bạn vào đây để bạn tham khảo những khuyến nghị của mình, khi nào mình mua thì mình sẽ thông báo. Và cũng có những cái khóa coaching là mình có thể là mở trong khoảng là cuối tháng 7 đầu tháng 8 thì mình sẽ mở khóa coaching đó để cho bạn biết rằng thị trường ta nó xác nhận đáy như thế nào, khi nào tạo đỉnh, rồi điểm mua là như thế nào, là điểm mua chuẩn, đánh ngắn như thế nào, đánh ngắn cho nó tốt đó, thì sẽ có tất tần tật trong những khóa học đó. Thì bạn nào muốn tham gia thì bạn có thể liên hệ bạn trợ lý để bạn trợ lý có thể là hỗ trợ cho bạn. Một lần nữa cảm ơn bạn ủng hộ kênh, và bạn nhớ cho mình một cái nút like và một cái nút đăng ký kênh để mình có nhiều cái động lực hơn để mình ra thêm nhiều cái video mới lạ hơn.